Japan versus Nguyễn Thùy Linh Việt Nam. Trận đấu 1, bán kết đơn nữ Hiroshi Mitsui Nhật Bản đấu với Nguyễn Thùy Linh Việt Nam.
nhưng còn quay lên cái bỏ nhỏ ấy. Quay lại phát lại nhưng còn trong chân lưới bỏ nhỏ sát lưới. Please note that you are not allowed to use the flash on the stadium.
Hay.